Xếp hàng nào Cam ơi, Trang ơi, bọn mình chuẩn bị được lên máy bay rồi. Ui, hồi hộp quá. Hôm nay bọn mình đi đâu chơi đây? Bí mật, bây giờ cứ đi theo anh đã. Đây, nhanh lên, không máy bay nó sắp bay rồi kia kìa. Có phải cái máy bay màu xanh kia không? Đúng rồi, lên. Này, Quang, Vân Kịp. Đi thôi. Chúng mình bay lên trời rồi nè. Anh nhìn mây đâu nâu đần thế. Lâu đến từ từ, đi qua mấy cái chỗ này là đến thôi. Đây là chúng mình sẽ phải đi qua cáp treo đó. Đúng rồi, lại đây, cáp treo tới rồi này. Em Cam, bước vào cẩn thận nhé. Chạy vào nhanh, không có đi mất bây giờ. Wow, chúng mình vào được trong rồi. Sợ gì, mình đi bao nhiêu lần được còn gì nữa. Tí nữa cái cáp treo này nó đi ra ngoài biển đây. Nhìn cái kia. Đấy à, mai em Cam sẽ được đi. Wow, phía dưới có một con thuyền siêu to khổng lồ luôn. Wow, thuyền này dài thật đấy. Ở kia tới còn nhìn thấy bao nhiêu thuyền kìa. Chạy nhanh, đến chỗ bí mật rồi Cam ơi. Đây, xuống đây. Bọn mình đang đi xuống một cái mê cung rất là thần bí. Mê cung gì cơ? Có ma không? Mê cung này không có ma đâu, nhìn này. Oh, mê cung gương. Mình đang vào mê cung rồi. Khi đi đâu là Cam phải sờ vào phía trước này nha, xem là có đường hay không nha. Có đường không? Mình đang ở trong thế giới gì thế này? Khắp mọi nơi toàn là mình thôi. Đi tiếp đi. Đây là những phản gương. Có gương không? Gương. À, đấy là gương à. Thế bên này. Đi thật là bình tĩnh nha. Là gương không? Bên này. Ồ, không có gương à. Thế thì mình phải đi bên này thôi. Đi bên này xem nào. Có gương không? Có gương. Bây giờ mình sẽ phải tìm lối ra. Đây, đi về lối này là sẽ có lối ra. Gương hay là lối ra? Gương à? Thế đây, đi về lối này. Xa phía trước nha. Có thấy lối ra chưa? Gương. Lại là gương à? Thế lối này xem nào. Lối này là cái phải. Có đi được không? Lối này đi được. Lại là gương à? Thế này đừng cố tớ. Này, đi tới này xem nào anh nhỉ? Đây ạ, đi lại cửa ra rồi. Lại là cái cửa ra. Thế đây. Khả năng là sẽ đi lối này. Đúng không? Đấy, đúng rồi, đi được. Xào phía trước nha. Đấy, đúng rồi. Đâu? Nhìn thấy rồi. Đi được mà. Đâu, đi được. À đây rồi. Tiếp theo đi lối này. Có lối. Cam đi trước. Thế thì mình sẽ xoay được. Đấy, mình sẽ xoay đi. Bên này là gương không? Bên này. Thế nhưng bên này đi được. Đấy, bên này. Đâu gương đâu. Bên này đi được rồi này. Bên này không đi được rồi. Có ánh sáng chưa? Bây giờ mình sẽ đi tới chỗ có ánh sáng nha. Ô, chỗ này là gương rồi. Chỗ này cũng là gương rồi. Phải đi bên này. Đây rồi. Đây rồi. Cửa ra đây rồi. Mình đã thoát được khỏi mê cung rồi. Yeah, mình đang ngoài rồi. Đồ ăn nhìn
Em Cam vừa đố ở đâu nhỉ? Cam ơi, vừa ở đây cơ mà. Thế ở trong mấy cái lều này, lều này làm gì có mở được ra? Có ở trong đây không? Đây đây, rõ ràng có tiếng ở gần đây. À, đây rồi các cậu ơi. Em Cam trốn ở trong một cái lều này. Người hầu đâu? Bóp chân lên nha. Lăng chúa mải lên. Dạ dạ, em đây em đây. Ông chúa cứ nằm yên để em tẩm bóp cho. Như thế này là đỡ mỏi chưa công chúa? Cười này quá. Thấy em mà bóp nhanh lên. Lại thích nhanh hơn ạ. À. Được rồi. Đây. Nhanh như thế này đã đủ chưa? Vào đây nha. Có rất nhiều cá này các cậu ơi, ở dưới dòng suối đây này. Em còn phát hiện ra có một đàn cá con cơ. Đâu, đâu? Đúng thật này cậu ơi. Con cá con bơi quanh con cá mẹ này, nhìn này. À, các cậu nhìn thấy màu trắng trắng chưa? Bé tí 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 thế này á. Đấy, cá con đấy. Ồ, một con cá mẹ có thể đẻ ra được rất nhiều những con cá con như thế này. Đây này, con cá mẹ nó đang thăm thò ở đây này, để nó định bảo vệ các con của nó đấy. À, để nó canh chừng đàn con đó, không cho ai có thể tấn công những con cá nhỏ này. Lưng của con gì mà lại có bông hoa ở trên người thế này nhỉ? Bông hoa màu vàng, bông hoa màu cam. Con này còn đeo khăn quàng cổ màu hồng nữa cơ các cậu ơi. Trông hay thật đó. Ui, ui, nó ăn kìa. Con này chính là con lạc đà alpaca đó. Cái vòng ở trên cổ này thực ra chính là một cái bộ lông của nó đây. Người ta cắt để tạo thành hình cái vòng đấy các cậu ơi. Sau đó là người ta nhuộm màu lên để tạo hình đúng không? Còn bạn này là bạn gì? Ui, bạn này trông cũng giống giống như thế nhưng mà không phải đâu. Nhìn mặt giống con lừa cậu ơi. Kèo ơi, cái răng kìa, cái răng chìa hết ra ngoài rồi kìa. Em Cam cẩn thận đấy nha. Có ai cho mình ăn không? Đói quá, đứng đây từ sáng tới giờ mà chả có ai cho ăn cả. Bạn gì ơi, bạn đang đói à? Đúng Cam rồi. Ơi, bạn này bạn đã thân thiện chưa này? Bạn đã đứng được bằng hai chân luôn. Có đồ ăn không? Đồ ăn á? Bạn này thì tớ không có đồ ăn rồi. Tớ chỉ có đồ ăn cho mấy cái bạn chim ở trên này thôi. Wow, đây đâu phải là chim. Đây là những con vẹt đó. Có phải là con vẹt không? Con vẹt thì chả là con chim. Vẹt ở đây nhiều màu sắc nhỉ? Đúng rồi, rất là nhiều màu luôn. Màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng. Màu gì cũng có. Ê, váy công chúa, có đồ ăn cho ta không? Ồ, trên tay cầm cái gì kìa? Mang ra đây xem nào. Đồ ăn chứ còn cái gì nữa? Cậu ăn xong. Bạn ấy bay xuống em can, tay em can rồi kìa. Wow. Bạn này, mấy cái bạn này là rất thích ăn mấy cái hạt kê này đấy. Đây chính là những con vẹt đúng không? Đúng rồi. Mà bạn vẹt này á, rất là thân thiện đó. Các bạn đậu trên tay em buồn quá. Ố, bạn bay đi mất rồi. Nào nào, cậu ơi, lại đây nào. Ơ, sao cậu lại không bay xuống tay tớ nhỉ? Bởi vì cậu ấy biết trên tay của cậu không có đồ ăn. Các bạn thì rất là thông minh đấy. Cứ khi nào mà có đồ ăn trên tay như thế này nè, là các bạn sẽ động lên tay mình đấy. Cho tớ sờ cái nào. Ô, cậu không thể sờ được đâu, bởi vì cậu không có đồ ăn. Nhìn nè, trên tay tớ có rất nhiều hạt kê. Mấy bạn này á, chỉ thân thiện khi có đồ ăn thôi. Đúng rồi. Đấy, các bạn lại bay lại động vào tay tớ này. Ba con luôn. Ba bạn luôn. Đừng tranh nhau. Đúng rồi, tranh giành nhau như thế là không tốt đâu. Mình phải biết san sẻ đồ ăn cho nhau chứ. Bạn này nói là bạn ấy hiểu đấy. Bạn ấy ngẩng lên và bạn ấy không tranh nữa kìa. Tiếng của ai khóc thế nhỉ? Hình như ở trong mấy cái chuồng này ấy, Trang ơi. Chuồng này là chuồng của con gì vậy? Đây là chuồng của mấy con vẹt đấy. Cốc, cốc, cốc. Có ai ở bên trong đây không? Trên kia có một bạn vẹt đang đứng ở cành cây.
ở trong đây có cái gì không hả bạn vẹt? Sao lại có tiếng khóc ở trong đấy nhỉ? Đúng rồi. À, có một bạn vẹt kia cậu ơi. Hình ô đúng rồi. Bạn ấy thò đầu ra kìa. Hình như bạn vẹt này đang bị đói các cậu ạ. À. Cho nên bạn ấy mới khóc nghe đấy. Thế thôi, bạn này vào chuồng bên này đi. Để tớ thử cho cái bạn vẹt đang khóc kia ăn xem nào. Nào, vẹt ơi ra đây nào. Tớ có đồ ăn này, thò đầu ra đây ăn đi. Ô, sao bạn ấy không thò đầu ra nhỉ? Hay bạn ấy sợ nhỉ? Đây cho bạn này ăn nhá. Đây này các cậu ơi. Bạn vẹt này bạn ấy cứ ngồi bên trong cái nhà nhỏ nhỏ này này. Xong rồi bạn ấy khóc nhè bởi vì đói quá. Ô, bạn ấy thò đầu ra rồi này. Sau một hồi thuyết phục thì bạn vẹt bạn ấy đã chịu chui ra rồi. Đấy, bạn ra rồi. Đây, tớ cho này. Ơ, cái bạn này từ đâu bay vào thế này? Đi ra cho bạn này ăn nào. Đấy, cái bạn ở trong nhà vừa nãy bạn ấy khóc nhè, bây giờ bạn ấy được ăn rồi nhá. Thế là không được khóc nhè nữa đâu. Thế một bạn nữa lên đây ăn cùng này. Ôi, bạn gà có con gà cho buồn cười quá. Đây đâu phải là con gà, đây là con chim bồ câu mà. Không phải, chim bồ câu sao trông cái lông trông lạ thế? Trông cũng lạ luôn. Bình thường chim bồ câu trông nó nhẹ nhàng cơ. Lông mượt lắm, chứ không xù như cái con này đâu.